Chào mừng quý vị và các bạn đến với Nguyễn Hải Dương. Hôm nay buổi chiều thứ ba, ngày 13 tháng 11 năm 2018, anh Nguyễn rất mừng được bác Sơn ở bên Nam Định sang sắm mình bộ karaoke. Bắt chơi với bác Sơn ấy. Bác Sơn là một người chuyên kinh doanh về hàng ăn uống, hiện tại đang ở Bắc Ninh. Anh em có nhu cầu hộ nhá. Anh em ơi, bác sắm một cụ này TL cô thích mã 2.8, một chiếc băng số Siso 510 và một chiếc lưng tiếng hai đồ IP28. Đây bác Sơn sẽ làm xong và bác đã xem rất nhiều kênh và bác rất tin tưởng vào kênh của anh Nguyễn và quyết định sang anh Nguyễn sắm một bộ ca. Thì cái này bác lấy đôi size F bãi, tức là bác thử 1B3 này, thử DK này, thử DK vàng này, DK bãi này, EV này. Quyết định bác lấy size F bãi, tức là bác thử mất 1 tiếng đồng hồ về loa. Đấy, rất là kỹ càng. Quyết định cho mình đô la xe em để cho bác Sơn.